Xác định việc phát triển nền đông y là nhiệm vụ quan trọng góp phần thực hiện hiệu quả công tác chăm sóc, bảo vệ, nâng cao sức khỏe nhân dân. Những năm qua, thành phố Phúc Yên đã tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo hoạt động y dược cổ truyền trên địa bàn. Mỗi ngày, phòng khám đông y này có hàng chục bệnh nhân đến khám và bốc thuốc. Những bệnh nhân đến đây đều được bắt bệnh và kê đơn thuốc cẩn thận. Với bệnh của tôi thì có rất nhiều lựa chọn, nhưng tôi vẫn lựa chọn thuốc đông y uống nó phù hợp hơn. Tôi bị viêm đường niệu đạo, uống thuốc tây thì cảm thấy nó không khỏi được, nhưng chuyển sang uống thuốc đông y của ông thì cứ uống là nó dừng, hiệu quả thấy nó rõ rệt hơn. Cầu sử dụng thuốc đông y của nhân dân bây giờ cũng cao, tại vì cái thuốc đông y liệu trình điều trị bệnh là nó an toàn, nên là bệnh nhân nhiều khi là người ta cũng xu hướng người ta cũng đi theo đông y nhiều. Phúc Yên là một trong những địa bàn có hệ thống phòng khám đông y phát triển nhất tỉnh. Hiện nay toàn thành phố có 15 phòng khám đông y, với nhiều phòng khám đông y gia truyền qua nhiều thế hệ. Các phòng khám đông y đều hoạt động theo đúng quy định của pháp luật về y học cổ truyền và có sự quản lý chặt chẽ từ chính quyền địa phương. Tuy nhiên, để hệ thống phòng khám đông y trên địa bàn thành phố phát triển rộng hơn nữa, cũng như khai thác, vận dụng hết giá trị của những bài thuốc cổ truyền, cần có những chính sách hỗ trợ từ nhà nước, nhất là trong bảo tồn, phát triển nguồn dược liệu và bào chế thuốc từ dược liệu. Đông y hiện nay là rất nhiều cái khó khăn. Khó khăn thứ nhất là cạnh tranh khốc liệt với Tây y và các cái thực phẩm chức năng là rất là khó khăn. Cái thứ hai là nguồn dược liệu là cũng rất là cạn kiệt và khan hiếm. Kể cả các cái chuyện bảo quản là hiện nay là chúng tôi cũng gặp nhiều khó khăn. Nhưng mà chúng tôi là bằng cái tâm của mình thôi, chứ cũng không có một cái nguồn nào để nhà nước tài trợ, cũng đề nghị là nhà nước cũng nên quan tâm. Với sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, nhất là sau 16 năm triển khai thực hiện chỉ thị số 24 của Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa 10 về phát triển nền đông y Việt Nam và Hội đông y Việt Nam trong tình hình mới. Những năm qua, hệ thống các phòng khám đông y trên địa bàn thành phố Phúc Yên phát triển không ngừng. Các cơ sở đông y đã kế thừa và phát huy phương pháp khám chữa bệnh bằng y dược cổ truyền, góp phần chăm sóc sức khỏe nhân dân trên địa bàn.